Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tích hợp một cái mạng có tên là Kombuti KCC Chain. Được, đây là một cái mạng mainnet mới của sàn KuCoin nha các bạn. Thì một cái sàn KuCoin này là một cái sàn đứng top 10 trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới nha các bạn. Thì một sàn KuCoin này khá là uy tín đó các bạn. Thì để tích hợp được thì các bạn cần phải có địa chỉ MetaMask của mình ra nè các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra này. Thì cái mạng KCC Chain này nó cũng tương tự như cái mạng là OKED thì có OKED Chain, Huobi thì có Huobi Chain, nó cũng tương tự như thôi các bạn. Thì để tích hợp được thì bạn mở địa chỉ MetaMask, sau đó bạn nhập ba cánh cụm, nhập vào cài đặt, không có gì khó chứ các bạn. Các bạn bấm vào mạng RBC từ chính này các bạn bấm thêm mạng này. Rồi, thông số thì mình có để dưới phần link mô tả dưới video của mình đó các bạn gì copy các bạn dán vào các bạn. Đây, các bạn chạy xíu các bạn. Rồi, thông số thì name network thì tên mạng là KCC Chain Mainnet nè các bạn. Rồi, các bạn dán vào đây các bạn. Rồi, URL thì các bạn dán URL này vào đây các bạn, đặt cái link này nè. URL phải hợp lệ. Rồi sau đó mã chuỗi thì các bạn nhập vào các bạn. Mã chuỗi là 1.311 nữa. Ký hiệu thì các bạn KC nghe bạn, KC cái tên tôi cần KC với KCC nó cũng là một nghe tất cả các bạn lưu ý. Rồi tiếp tục thì URL trình khám phá thì các bạn nhấp vào link liên kết này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nè, rồi các bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn bấm vào thêm mạng nữa các bạn. Rồi như vậy là mình đã có một cái ví hoàn chỉnh là để lưu trữ những cái đồng coin chạy trên mạng KuCoin nha các bạn. Thì để chuyển được một con token trước chạy trên nền tảng của KuCoin thì các bạn cần phải có con token có ký hiệu là KC nha bạn. Ơi KCS chứ. Thì con token này các bạn có chỉ mua một trên sàn là của sàn KuCoin thôi các bạn. Token KC này cho giao dịch qua USDT và BTC, ETH, BNB nữa các bạn. Chắc BNB best 2 quá các bạn. Rồi thì dưới giá là một token là 10 đô nha các bạn. Thì các bạn sau này có token thì các bạn chuyển gửi thì các bạn lên sàn KuCoin các bạn mua nha các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tích hợp mạng KuCoin để đến kết thúc mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.